khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang, một dự án mà theo khẳng định từ chính các cơ quan tỉnh là chưa hề có giấy phép xây dựng cũng như chưa thực hiện các thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất. Thế nhưng khu du lịch này vẫn hoạt động, tham quan đón khách hàng ngày. Đúng rồi, em đến cũng 2 lần. Vẻ bao nhiêu? Bao cộng bao nhiêu? Giá 60. Dù là dự án vẫn chưa được cấp phép xây dựng, nhưng theo quan sát của phóng viên, từ các công trình khu làm việc, hội trường, hệ thống đường nội bộ, cổng khu du lịch, khu vui chơi giải trí đến các công trình kiên cố hiện đại như nhà nghỉ, khách sạn khá đầy đủ. Hiện trạng này cũng được miêu tả trong báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Phú Hữu Hậu Giang của công ty cổ phần bất động sản Cao Thắng gửi đến Sở Kế hoạch Đầu tư ngày 29 tháng 1 năm 2019. Báo cáo nêu rõ trong vòng 2 năm 2017 và 2018, công ty này đã đầu tư vào dự án khu du lịch kể trên là 220 tỷ đồng. Tuy nhiên khi tiếp xúc với phóng viên, ông Võ Thanh Long, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty lại phủ nhận điều này. Khi mua dự án này lại, mua cái khu sinh thái lại thì tất cả ở những cái này đều có sẵn trước nay. Em chưa xây dựng, em chỉ là sửa chữa những cái nào, thí dụ như cái lộ mà nó bị lủng lỗ thì em sửa lại cho bằng. Cái nhà lá đang nó có sẵn anh, nó bị dột nước thì em sửa lại, em chỉ sửa lại. Một dự án khá hoành tráng, ngang nhiên mọc lên không phép trên địa bàn tỉnh, chỉ cách Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành khoảng vài km. Thế nhưng lãnh đạo phòng kinh tế hạ tầng huyện, đơn vị quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn không hề hay biết. Nhiều khi chúng tôi cũng không có kiểm tra thường được, lâu lâu cũng kiểm tra thôi, nhưng rồi cũng thấy không có gì hết thì thôi. Thời gian vừa qua thì sở xây dựng cũng chưa có cái thông tin rõ ràng về cái việc mà sai phạm xây dựng trái phép ở đối với cái khu vực này. Theo luật sư, dự án khu du lịch sinh thái Phú Hữu Hậu Giang chưa đủ các thủ tục về pháp lý mà công ty bất động sản Cao Thắng đã dùng dự án làm công cụ để huy động vốn hay bán cho người khác là hành vi gian dối. Trong khi đó, dự án dù chưa hề được cấp phép, song vẫn xây dựng, khai trương, đi vào hoạt động, bán vé thu tiền bình thường. Câu hỏi là vai trò của chính quyền địa phương ở đâu trong việc này? Tại sao lại có hiện tượng con voi chui lọt lỗ kim như tình trạng kể trên? Xây dựng lớn như thế chả nhẽ chính quyền không biết. Và đây chính là một cái mà có lẽ cái yếu kém của các cấp chính quyền địa phương cần phải xem xét lại. Thứ hai là gì? Đối với những trường hợp này, nếu như khẳng định đã có sai phạm thì buộc phải có chế tài xử lý. Mà chế tài xử lý đối với những hành vi vi phạm như này thường là gì? Thứ nhất là xử phạt về mặt hành chính. Thứ hai là buộc phải tháo dỡ, trả lại nguyên trạng. Khi mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa cấp giấy phép xây dựng cho cái dự án này mà đã khởi công, đã xây dựng và đã đưa dự án đi vào hoạt động thì rõ ràng đấy cũng là một cái hành vi vi phạm những cái quy định pháp luật về xây dựng cũng như là quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản. Một dự án không hề có giấy phép xây dựng, vẫn xây dựng, ngang nhiên hoạt động với doanh thu khoảng 2,1 tỷ đồng chỉ sau một tháng khai trương. Thế nhưng hàng ngày vẫn có hàng trăm người dân như bà Bình vẫn tìm đến trụ sở của công ty để đòi nợ vì đã lỡ dốc tiền vào những dự án huy động vốn đang bị cho là trái phép của công ty này.